Thi hài của nữ ký giả Nhật Bản đã được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ, tên từ Adana. Thi hài của nữ ký giả Nhật Bản Komika Yamamoto bị quân đội Syria bắn chết ở thành phố Aleppo đã được chuyển tới một nhà xác ở thành phố Adana của Thổ Nhĩ Kỳ. Bác sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khám nghiệm thi hài trước khi đưa về thành phố Istanbul để trở về Nhật Bản. Ký giả Mika Yamamoto, 45 tuổi, làm việc cho hãng thông tấn Japan Press, đã chết vì những vết thương do trúng đạn trong lúc làm việc bên cạnh quân đội tự do tại thành phố Aleppo, đã trở thành người Nhật Bản đầu tiên tử thương tại Syria. Ký giả Yamamoto là ký giả ngoại quốc thứ tư đã bị chết tại Syria kể từ tháng 3 năm 2011 và là ký giả ngoại quốc đầu tiên chết ở thành phố Aleppo. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết ký giả Yamamoto đã bị chết trong quận Sulaymaniyah. Japan Press nói rằng ký giả Yamamoto cũng đã từng làm việc tại Afghanistan và Iraq. Phúc trình của bà Yamamoto về chiến tranh Iraq đã được trao giải Vot Uda, là giải thưởng báo chí lớn vào hạng thứ nhì sau giải Pulitzer của Hoa Kỳ. Theo Tổ chức Ký giả Không Biên Giới, Syria và Somalia là hai quốc gia nguy hiểm nhất đối với các ký giả.